chào các bạn nha. Chào các bạn buổi tối nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi xem ốc táo vàng rực rỡ của mình. Nhưng mà xem nó ở trong hồ, nó về đêm nó sẽ làm cái gì nha. Và đây là những phân đoạn thôi nha các bạn. Tại vì có nhiều hồ, nhiều chậu, mình phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, từ hồ nhỏ này sang hồ nhỏ kia nha. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Nó vàng rực rỡ, quyến rũ, dễ sợ chưa? Đây là những ốc con này nha các bạn. Bên đây là ốc chúa ốc mẹ, già, lắm con riêu đó. Đó, đây là những con ốc con của nó. Đó. Các bạn thấy đẹp không? Nó đẹp lung linh luôn các bạn ha. Mình sẽ đi xem những phân đoạn nha các bạn. Rồi, nào chúng ta cùng đi thôi. Let's go. Trời quá đẹp luôn bạn ơi. Thích ghê luôn á. Đó, còn đêm nó nổi lên vậy đó. Lên nó ở trong hồ kiến thì nó vẫn lao kiến. Còn ở đây thì nó sẽ ăn rong rêu, rồi nó ăn lá bông súng nữa. Rồi nhìn cái cục chỗ này thấy mê quá trời quá đất, vàng ươm luôn. Nhìn thì cưng dễ sợ. Đẹp. Nó đeo lên thành hồ nhìn rất là đẹp luôn. Ui, đeo chỗ này cái cục quá đẹp luôn. Ôi đã quá, nhìn thấy mê luôn cục này nè. Rất là đẹp. Chỉ là ốc táo con thôi các bạn ơi. Thì thường đêm đầu hôm á, chặng vạng 6 giờ 7 giờ là nó nổi lên mặt nước, nó kiếm ăn hay sao á. Nó đẻ, nó cũng đẻ hay dắt đầu hôm luôn các bạn. Các
bạn thông cảm nha em. Cái đèn mình nó thiếu ánh sáng. Đẹp quá. Các bạn ơi, mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Video cũng khá là dài rồi. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe, trẻ đẹp, thành công. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nha. Tạm biệt các bạn. Bye bye.